Hội nghị hành động chính trị bảo thủ CPAC đã bắt đầu và hai nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đang tranh cãi về việc liệu cựu Tổng thống Trump có nên phát biểu ở đó hay không. Biden thu hồi 7 sắc lệnh hành pháp thời Trump nhưng không đưa ra lời giải thích tại sao. Và 31 nghị sĩ Dân Chủ đang kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ đặc quyền phóng vũ khí hạt nhân, một quyền lực thường chỉ dành cho các tổng thống. Hiện họ đang yêu cầu Biden phải kiểm tra và cân đối chính quyền. Và Quốc hội Úc hôm thứ Năm đã thông qua luật mới bắt buộc Google, Facebook trả tiền cho các công ty truyền thông cho nội dung tin tức trên nền tảng của họ. Những cải cách này có thể được nhân rộng ở các nước khác. Hãy theo dõi Deep Dive để tìm hiểu sâu hơn. Chào mừng và hoan nghênh, đây là Deep Dive và tôi là Tiffany Mayer. Hội nghị hành động chính trị bảo thủ CPAC đã được khai mạc. Đây là nơi tụ họp những người bảo thủ lớn nhất thế giới. Chủ đề của năm nay là nước Mỹ không thể phá hủy. Tuy nhiên, có tin rằng Twitter đã gắn cờ trang web là không an toàn. Cựu Tổng thống Trump sẽ phát biểu trong ngày cuối cùng của CPAC ở Orlando, Florida vào Chủ nhật. Có nhiều phản ứng trái chiều về việc liệu ông ấy có nên phát biểu hay không. Vào cuối cuộc họp báo hôm thứ Tư, mọi việc trở nên khá căng thẳng khi một phóng viên hỏi lãnh đạo phe đa số Hạ viện Kevin McCarthy và dân biểu Liz Cheney về việc Trump sẽ phát biểu tại CPAC vào cuối tuần này. Ngài có cho rằng cựu Tổng thống Trump nên phát biểu tại CPAC vào cuối tuần này không? Có. Dân biểu Cheney thì sao? Tùy thuộc vào CPAC, tôi đã nói rõ quan điểm của tôi về Tổng thống Trump và mức độ ảnh hưởng sau ngày 6 tháng 1. Tôi không tin rằng ông ấy nên giữ một vai trò trong tương lai của đảng này. Phản ứng của Cheney cũng giống như lá phiếu để luận tội cựu Tổng thống của bà. Bà là một trong 10 nghị sĩ Cộng Hòa trên tổng số 211 người đã bỏ phiếu luận tội ông. Đáng chú ý là Cheney đã không nghe theo sự dẫn dắt của McCarthy về vấn đề này. McCarthy đã ủng hộ bà khi phe Cộng Hòa tại Hạ viện bỏ phiếu để xem bà có được giữ chức vụ chủ tịch hội nghị của đảng hay không, sau việc bà ấy muốn luận tội ngài Trump. Sau khi Cheney trả lời xong, McCarthy xua tan không khí căng thẳng trong phòng bằng một nhận xét. Ấn tượng đấy, cảm ơn các bạn. Ngày càng có nhiều rạn nứt trong Đảng Cộng Hòa giữa phe của lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và các nghị sĩ ủng hộ Trump. Việc tuyên bố trắng án cũng không thể hàn gắn được rạn nứt. Hiện tại, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng Hòa Rick Scott đang thúc giục đảng này ngừng tranh cãi nội bộ và tập trung vào việc đánh bại Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử trong tương lai. Ông viết, bây giờ không phải lúc để chia rẽ và đây là lý do. Lần đầu tiên trong cuộc đời chúng ta, chủ nghĩa xã hội đã trở thành chính sách thống trị và không nao núng của Đảng Dân Chủ. Ông nói thêm, Đảng Dân Chủ đang nhanh chóng từ bỏ lòng trung thành với tu chính án thứ nhất và thứ hai của Hiến pháp. Họ sẽ bỏ luôn phần còn lại, không sớm thì muộn. Và trong khi ngài Trump sẽ phát biểu tại CPAC, cựu phó tổng thống sẽ không tham dự. Giám đốc truyền thông của CPAC đã xác nhận rằng cựu phó tổng thống Mike Pence đã được mời, nhưng ông từ chối phát biểu. Nhưng một điều đáng ngạc nhiên là Pence đã ca ngợi Trump trong cuộc họp với các nghị sĩ Cộng hòa trong tuần này. Thông tin này từ dân biểu Jim Banks, người đã có mặt ở đó. Banks nói với CNN rằng ông ấy thấy Trump và Pence vẫn giữ liên lạc và là bạn bè giống như khi họ còn đương chức. Và một cựu trợ lý gần đây cho biết, cả hai vẫn giữ liên lạc và mới nói chuyện vào tuần trước. Đã có nhiều nghi vấn xung quanh mối quan hệ của họ kể từ phiên họp chung của Quốc hội. Tổng thống Trump muốn ông Pence can thiệp với tư cách là Chủ tịch Thượng viện, nhưng Pence từ chối và nói rằng, theo ông, Hiến pháp không cho ông quyền can thiệp này. Về phần Trump, ông ấy lại bắt đầu bận rộn với chuyện chính sự, và ông đã có lời tán dương đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở. Ông ủng hộ Bob Baducci vào chức Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Ohio. Ông Trump tuyên bố rằng chiến dịch của Baducci đã thành công trong cả năm 2016 và 2020. Hơn nữa, Baducci rất xuất sắc về mọi mặt, và ngài Trump hoàn toàn tán thành cho ông ấy. Trump còn nói, Bob yêu đất nước này và tiểu bang Ohio vĩ đại, anh ấy sẽ là một chủ tịch xuất sắc. Và hôm thứ Ba, Đảng Cộng Hòa tại South Carolina đã thông báo rằng ngài Trump đang ủng hộ Bill McKissick trong nỗ lực tái tranh cử. Trong một ghi chú viết tay, Tổng thống Trump nói rằng Chủ tịch McKissick được ông tán thành tuyệt đối. Làm rất tốt. McKissick đã giữ chức Chủ tịch Đảng từ năm 2017. Trump từng nói rằng ông sẽ ủng hộ các đối thủ nếu họ đồng ý với phong trào MAGA và chính sách nước Mỹ trên hết.
Bình luận này là trong một bức thư gửi đến lãnh đạo đa số thượng viện Mitch McConnell, trong đó nói rằng McConnell sẽ không bao giờ làm điều cần thiết và phù hợp cho đất nước, và Đảng Cộng Hòa sẽ không thể chiến thắng nếu McConnell vẫn tại vị. Lời lẽ mạnh mẽ này của ông được đưa ra sau bình luận của McConnell tại Thượng viện. Khi McConnell bỏ phiếu trắng án cho ngài Trump trong phiên tòa luận tội, ông ta nói, không còn nghi ngờ gì, Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm trong việc kích động sự kiện ngày hôm đó, vào ngày 6 tháng 1. Trở lại với chính quyền đương nhiệm, Tổng thống Biden đã ký một lệnh hành pháp khác nhằm xem xét các chuỗi cung ứng để giải quyết những thiếu sót và giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia khác. Sau cuộc họp lưỡng đảng với các nhà lập pháp, Tổng thống Biden đã ký một lệnh hành pháp vào thứ Tư để xem xét các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tham dự cuộc họp. Biden đã đề cập đến sự thiếu hụt đồ bảo hộ trong đại dịch. Ông nói rằng điều đó không nên xảy ra và nó sẽ không bao giờ xảy ra ở Hoa Kỳ nữa. Lệnh hành pháp cho phép xem xét trong 100 ngày với chuỗi cung ứng trong 4 lĩnh vực: chip máy tính, pin dung lượng lớn, dược phẩm và khoáng sản quan trọng như nguyên liệu đất hiếm. Lệnh cũng cho phép có một năm để đánh giá 6 lĩnh vực quan trọng, gồm quốc phòng, y tế cộng đồng, công nghệ thông tin và truyền thông, giao thông vận tải, năng lượng và sản xuất lương thực. Giám đốc cấp cao về kinh tế quốc tế và năng lực cạnh tranh Peter Harrell cho biết, các đánh giá sẽ được mô hình hóa sau quá trình được Bộ Quốc phòng sử dụng. Và ông nói, thực hiện một phương sách toàn diện sẽ giúp sửa chữa các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng. Harrell đảm bảo với công chúng rằng chính quyền sẽ hành động sau khi xem xét các báo cáo. Phó Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia cho biết, lệnh này sẽ giúp Hoa Kỳ chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các thách thức. Cô ấy nói, câu trả lời không đơn giản là tăng cường sản xuất trong nước, bởi vì lỗ hổng không chỉ ảnh hưởng đến Mỹ, mà còn đến toàn cầu. Biden cho rằng nó sẽ tạo ra nhiều công xưởng trong nước hơn và sẽ hợp tác với các nhà lãnh đạo ngành, giới học giả để giải quyết tình trạng thiếu cung ứng. Và Biden đã thu hồi 7 lệnh hành pháp do Trump ban hành kể từ năm 2017 đến năm 2021. Nhà Trắng không đưa ra lời giải thích nào về việc thu hồi. Một mệnh lệnh có tiêu đề "Nguyên tắc cốt lõi để điều chỉnh hệ thống tài chính Hoa Kỳ" là một trong những lệnh hành pháp đầu tiên mà Trump ký khi nhậm chức. Nó đề ra chính sách của chính quyền Trump về quy định tài chính. Một lệnh khác vào năm 2018 có tiêu đề "Giảm nghèo ở Mỹ bằng cách thúc đẩy cơ hội và chuyển động kinh tế". Lệnh của Trump chỉ đạo chính phủ liên bang cải cách hệ thống phúc lợi xung quanh một loạt các nguyên tắc cốt lõi, bao gồm cải thiện tính độc lập về kinh tế, đặt mục tiêu lợi ích cho người có thu nhập thấp, và giảm thiểu chi tiêu lãng phí bằng cách hợp nhất hoặc loại bỏ các chương trình liên bang trùng lập hoặc không hiệu quả. Một lệnh khác bị hủy bỏ là quyết định của ngài Trump nhằm giải phóng Bộ Quốc phòng khỏi các ràng buộc của thương lượng tập thể, để quân đội có sự linh hoạt tối đa khi nuôi dưỡng một lực lượng tinh nhuệ, nhanh nhẹn, thích ứng với công nghệ mới và thay đổi thế trận. Một lệnh khác bị thu hồi là lệnh hành pháp COVID-19 của Trump, chỉ đạo các cơ quan liên bang giải quyết những hậu quả kinh tế do đại dịch, bằng cách thu hồi, sửa đổi, hủy bỏ hoặc cung cấp quyền miễn trừ các quy định để có thể thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. Một quyết định khác bị hủy bỏ của Trump, nó đã chỉ đạo chính phủ liên bang xem xét tài trợ cho các địa phương như Seattle, nơi thiếu lập trường về tình trạng vô chính phủ và bạo loạn vào năm ngoái. Một lệnh khác có tiêu đề "Đề cao kiến trúc dân sự liên bang đẹp đẽ", hướng tới một cuộc đại tu toàn diện về phong cách kiến trúc liên bang với trọng tâm hướng về kiến trúc cổ điển và truyền thống, cũng bị vô hiệu. Biden cũng đang loại bỏ lệnh hành pháp mới nhất do Trump ban hành. Nó cấm các quan chức không đắc cử tham gia khởi xướng hoặc ký vào các quy tắc liên bang. Và hiện tại, mối lo ngại về quyền lực của Tổng thống dường như đang gia tăng. 31 nhà Dân Chủ đang kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ đặc quyền trong việc phóng vũ khí hạt nhân, một quyền chỉ dành riêng cho Tổng thống. Họ yêu cầu Biden nên kiểm tra và cân đối chính quyền. Họ khẳng định rằng việc trao cho một người duy nhất quyền kiểm soát hạt nhân là nguy hiểm thực sự. Đảng Dân Chủ nói rằng đây là do các Tổng thống thường đe dọa tấn công hạt nhân.
Các dân biểu muốn những người như phát ngôn viên Nhà Trắng hoặc Phó Tổng thống phải đồng thuận trước khi tiến hành cuộc tấn công hạt nhân. Các đề xuất khác bao gồm thành lập một hội đồng được cấp phép từ Quốc hội hoặc giấy chứng nhận từ Bộ trưởng Quốc phòng trước khi sử dụng vũ khí hạt nhân. Chuyển sang chủ đề Big Tech, Quốc hội Úc hôm thứ Năm đã thông qua luật mới buộc Google và Facebook phải trả tiền cho các công ty truyền thông để sử dụng tin tức trên nền tảng của họ. Và các cải cách này có thể được nhân rộng ở các quốc gia khác. Vào tuần trước, luật này đã bị gạt bỏ sau khi xảy ra bất đồng giữa chính phủ và Facebook, bao gồm động thái quyết liệt của Facebook nhằm chặn tất cả tin tức từ người dùng tại Úc. Quyết định này gây nên cơn bão chỉ trích. Sau đó, gã khổng lồ mạng xã hội này đã quay lại làm hòa với Úc. Sau khi chính phủ đưa ra những nhượng bộ vào phút chót, bao gồm một hạn định dài hơn để các công ty công nghệ đã được thỏa thuận với giới truyền thông trước khi chính phủ can thiệp. Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg đang ngợi thỏa thuận này như một chiến thắng vì đã ủng hộ báo chí trung lập. Ông tuyên bố nó giúp duy trì hoạt động báo chí được công chúng quan tâm. Facebook cũng tuyên bố rằng giới truyền thông không xem thay đổi này là một chiến thắng. Nhưng không phải ai cũng hài lòng. Những thay đổi này cho phép các công ty như Facebook và Google tránh được rắc rối nếu họ đóng góp đáng kể cho truyền thông Úc. Một số nhà lập pháp và nhà xuất bản đã cảnh báo rằng điều này sẽ khiến các công ty truyền thông nhỏ bị ghẻ lạnh. Ví dụ, một khoản thanh toán cố định từ Facebook hoặc Google không làm cho các hãng truyền thông lớn đầu tư nhiều hơn vào báo chí. Khi Google và Facebook quyết liệt phản đối đạo luật này, kể từ đó, Google đã ký hợp đồng với một số công ty, bao gồm News Corp của Rupert Murdoch. Và trong tuần này, đài truyền hình quốc gia ABC và các kênh truyền hình khác cho biết họ đang đàm phán với Facebook. Các nhà lãnh đạo thế giới cũng theo dõi sát sao sự kiện này, chẳng hạn như Canada và Anh đang cân nhắc điều tương tự để nới lỏng sự kìm kẹp của Big Tech. Quý vị nghĩ sao? Hãy để lại bình luận. Cảm ơn đã theo dõi Deep Dive. Tôi là Tiffany Mayer và hẹn gặp lại.